hôm nay bạn thế nào bây giờ ở áo trời rất lạnh hôm nay tôi phải tưới cây tre trên sân thượng một số lá tre có màu nâu bây giờ ở áo nhiều người bị bệnh không riêng gia đình tôi không bị bệnh bây giờ nhiều người bị corona. Nhưng bây giờ corona không rất mạnh. Không phải là vấn đề lớn nữa. Bạn đã tiêm bao nhiêu mũi? Tôi đã tiêm 3 mũi. Tôi tiêm lâu rồi. Bạn nghĩ bạn sẽ tiêm nữa không? Tôi nghĩ tôi sẽ không tiêm nữa tại vì không có vấn đề gì con trai đã tiêm bao nhiêu mũi tôi nghĩ nó đã tiêm hai lần gia đình có bao giờ bị corona chưa con trai và con gái lớn đã bị corona nhưng con trai nhỏ và vợ và tôi chưa bị nhưng tôi không chắc: khi corona mới bắt đầu, ở áo được đi ra ngoài không, chỉ một chút chỉ được đi mua thuốc, đi bệnh viện hoặc đi mua đồ ăn. Lúc đó mọi người có đeo khẩu trang không: có phải đeo khẩu trang còn bây giờ bây giờ người ta đeo khẩu trang nếu họ muốn trước corona người ta bị cấm đeo khẩu trang lúc có corona mua khẩu trang khó không chỉ khi bắt đầu sau đó có nhiều khẩu trang lắm một số khẩu trang làm ra ở trung quốc nhưng chất lượng không tốt nên bị cấm chính phủ áo làm việc rất hiệu quả